Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch có phản ứng trái ngược khi bị hỏi về đối phương. Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch từ bạn thành thù sau một lần nhận xét về đối phương. Dù Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều là những nữ diễn viên hàng đầu làng giải trí nhiều năm qua, nhưng cả hai lại hiếm khi hợp tác hay thậm chí chưa tham gia chương trình tạp kỹ nào cùng nhau. Trên mạng còn có tin đồn rằng giữa Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch không có sự hòa hợp và sớm coi nhau là đối thủ không đội trời chung suốt nhiều năm qua. Hàng loạt tin đồn bủa vây khiến khán giả không khỏi thắc mắc về mối quan hệ thật sự giữa hai nàng tiểu hoa 85. Thậm chí, phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch khi nhắc về đối phương cũng trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Khi Dương Mịch nổi tiếng qua bộ phim cổ trang Xuyên Không, Cung Tỏa Tâm Ngọc, thì Triệu Lệ Dĩnh mới bắt đầu sự nghiệp. Sau đó Triệu Lệ Dĩnh cũng có một vai diễn tương tự và diện trang phục tạo kiểu tóc giống như Dương Mịch trong bộ phim cổ trang. Và khởi nguồn của cuộc chiến bắt đầu từ khi Triệu Lệ Dĩnh quay phim ở phim trường. Tại đây, nữ diễn viên vui vẻ chia sẻ ảnh của mình trên trang cá nhân thì bất ngờ bị người hâm mộ của Dương Mịch nhầm là thần tượng của họ. Sau đó Triệu Lệ Dĩnh còn bị người hâm mộ của Dương Mịch gọi là Tiểu Dương Mịch và cho rằng cô cố tình bắt chước diễn viên họ Dương và tạo đề tài để thu hút người hâm mộ. Trước việc bị so sánh giống với Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh tỏ ra khó chịu và bất bình. Sau đó mỹ nhân họ Triệu đã có vài lời phàn nàn thành thật trên Weibo cá nhân. Cô chia sẻ: "Tại sao có thể nhận nhầm tôi thành Dương Mịch chứ? Mọi người thật sự không biết thần tượng có sắc vóc như thế nào à? Chẳng lẽ cứ ai mắt to đóng phim đề tài cung đấu thì đều là Dương Mịch hay sao?" Lúc này hành động của Triệu Lệ Dĩnh bị công chúng chỉ trích mạnh mẽ. Cho đến nay, một bộ phận khán giả vẫn công kích và lên án vợ cũ Phùng Thiệu Phong về việc học theo Dương Mịch nhưng không dám thừa nhận. Lần vạ miệng này cũng khiến Triệu Lệ Dĩnh đã mất hình tượng cao thượng trong lòng công chúng. Sau sự việc này, mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch bị cư dân mạng cho rằng đã sứt mẻ từ bạn thành thù. Dù cả hai hiếm khi tương tác trong những lần phỏng vấn. Nhưng trong một lần phỏng vấn, một phóng viên hỏi Dương Mịch nghĩ gì về Triệu Lệ Dĩnh. Sau đó Dương Mịch thẳng thắn trả lời bằng 8 từ: xinh đẹp, diễn giỏi, tính cách chính trực. Những lời nhận xét đầy khen ngợi của Dương Mịch được nhiều cư dân mạng cho rằng IQ của cô rất cao. Có thể thấy, dù là những đối thủ cùng lứa, nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch là có phản ứng hoàn toàn khác nhau khi bị so sánh với đối phương. Nếu Dương Mịch được khen không ngớt vì cao thượng tinh tế, thì Triệu Lệ Dĩnh lại bị chỉ trích nặng nề vì tính hơn thua và quá thẳng thắn. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.